Chào cả nhà nha, hôm nay mình làm món kẹo giống như kẹo thèo lèo á, để mà đón đưa ông Táo về trời đó. Thường ở bên Việt Nam mình á, thì ngày xưa hay mua cái kẹo này về để cúng đó, cho nên là bây giờ ở bên đây thì mình tự làm, mua cũng có nhưng mà nhiều khi Tết mới có, chứ còn bây giờ muốn ăn sớm trước Tết thì không có, ngày thường thì không có nha cả nhà đó. Cho nên là hôm nay mình sẽ vô bếp mình làm. Thì nguyên liệu ở đây là mình có, này là 400 g đậu phộng nha cả nhà. Đậu phộng gan vàng ha, bỏ vỏ xong hết 400 g. Và ở đây là mình có 340 g đường vàng, 340 g đường vàng. Ở đây mình có 100 ml nước lạnh ha. Đây. Và ở đây mình có 50 g bơ ha. Đây mình có một miếng chanh. Và ở đây mình có 150 g mè. Mè gan gồi luôn nha cả nhà. Và ở đây mình có cái hộp này, nó là bavo blue của Tây. Thì cái này giống như mè đen vậy đó cả nhà. Đó, thì cái này cũng gan vàng luôn. Còn cái, nếu mà các bạn không có cái này thì không bỏ vô cũng không sao nha. Rồi ở đây mình có bắt cái chảo lên để mình rang 150 g mè nha cả nhà. Đây là mè nặng 150 g mình cân lúc nãy đó. Thì cái mè này nó là mè màu xám xám nha cả nhà, chứ không phải màu trắng nha. Học với mẹ hả? Ok. Mẹ mới đi làm về giờ, hồi mẹ chuẩn bị dẫn cái Na đi học tiếp buổi chiều nè cô chú ơi. À, xích ra để mẹ quậy mẹ để nó khác. Để nó khác. Tiêu là như thế nào? Mà tiêu là tiêu luôn, là hết màng kẹo được luôn á. Ờ, nó nổ rồi, Ina nghe nó nổ không Ina? Vô nè, cho hết đường vô, xong rồi mình cho nước vô nha cả nhà. Mình sẽ nấu. Nấu cho nó tan đường ha. Cái đường này màu vàng cho nên là nó ra vàng sẵn nha cả nhà. Còn nếu mà các bạn nấu với đường trắng á, thì một hồi nó cũng sẽ vàng ra màu caramel vậy đó cả nhà. Đường tan thì mình cho bơ với nước cốt chanh vô luôn nha cả nhà. Cho bơ với cốt chanh vô mình quậy tiếp nữa, mình nấu tiếp nữa cho nước đường nó sệt, nó kẹo lại luôn á. Bây giờ nấu tiếp nữa nè. Đây ha, cả nhà thấy không, nước đường mình nấu nãy giờ là nó sôi lên ha. Đó. Nó sôi lên. Đó, giờ mình cứ nấu tiếp. Này nó còn lỏng lắm. Nước đường này là còn rất là lỏng, chưa được đâu. Bây giờ mình sẽ cho vô cái nhiễu cái giọt đường này vô cái chén nước để mình coi nó có đặc lại hay chưa. Nếu nó đặc lại là đường mình nó đạt nha cả nhà. Rồi. Được cái này cả nhà. Đây. Cả nhà thấy không nè. Khi mà mình nhỏ xuống đó. Để mình quay lại gần chút xíu cho cả nhà coi. Đó. Đường nó đóng xuống ở dưới cái nước, nó đặt lại là ok, là được. Rồi bây giờ mình sẽ cho đậu vô. Mình sẽ cho đậu phộng vô nha. Mình chừa lại chút xíu đậu phộng để mình lót ở dưới cái mặt nha cả nhà. Khi mà cho đậu phộng vô mình bớt lửa nhỏ lại. Rồi mình sẽ cho mè vô luôn. Đây là mè ha. Mình vẫn chừa mè để hồi lót ở dưới luôn nha. Rồi ở đây mình cho cái hộp của Tây này vô luôn ha. Ba vô ha, vô luôn. Đó. Đây. Và bây giờ mình sẽ ổng lên. Wow. Cả nhà nhìn thấy cái màu đẹp không? Quá đẹp luôn. Tại vì cái màu này nó có cái hộp này nè, cái hộp đen đen nè.
mình thế cho mè đen đó cả nhà. Nếu mà các bạn có mè đen thì các bạn cho mè đen vô nha, để thành cái kẹo thèo lèo nó đang đen đó. Mình không có mè đen, và mình đi chợ mà mình không có tìm được mè đen cả nhà. Rồi cho nên là mình thế cái hộp này của tay cho nó đang đen vô. Đó, cả nhà thấy kẹo ngon chưa? Đó, mình sẽ nấu lại chút xíu nữa ha. Dìu lên. Rất là đẹp luôn á. Quá đẹp luôn. Rồi. Nhà thấy ok không? Mâm. Rồi ở đây mình lót giấy nến nha. Đó. Bây giờ cái này mỗi thứ mình chừa lại một chút nãy ha. Đó. Ba thứ mình sẽ trộn lại, mình sẽ gãi lên dưới đây. Xíu đây, chừa chút xíu trên mặt nữa cả nhà. Rồi. Đây hết cả nhà. Mình gãi cho nó đều đều ra nha. Rồi. Cho nó đều đều ra. Bây giờ mình sẽ cho cái kẹo lên. Rồi mình sẽ vét nó xuống hết ha. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái này mình sẽ đè nó ra. Bây giờ mình sẽ dàn nó ra, dàn đều nó ra hết. Cái khuôn này nó hơi mỏng so với cái lượng kẹo này nha cả nhà, tại khuôn của mình nó hơi to đó. Hồi nãy trên đây mình còn chừa lại một chút để gãi trên mặt á, bây giờ mình gãi luôn nha, mình gãi lên cho nó hết luôn để mình đè. Rồi hết luôn ha, giờ mình sẽ đè tiếp. Đây mình sẽ lót một cái miếng giấy tiếp lên trên mặt đó. Rồi mình sẽ dùng đây cái giống như cái chài vậy đó, mình sẽ lăn nó ra. Mình sẽ lăn cho nó đều á cả nhà, cho nó nằm sát xuống. Cho kẹo nó dẻ mấy cái hạt á cả nhà, nó dẻ ha. Rồi bây giờ đó, sau khi mà mình ép nó xong thì nó thành như vậy ha. Bây giờ mình để đây, mình để đây cho nó nguội nha cả nhà, nhưng mà cũng không có quá nguội, có nghĩa là khi mà nó còn ấm ấm là mình phải cắt cả nhà, tại nếu mà mình để nó nguội quá là nó cứng khó cắt lắm, mình cắt khi mà nó còn ấm ấm á. Rồi xong hết cả nhà, mình sẽ để đây, cái mà đây là cái mâm kẹo của mình ha. Giờ mình sẽ để đây để cho nó nguội bớt, thì sau đó một hồi mình sẽ quay trở lại mình cắt cho cả nhà coi phía trong nha. Đây, bây giờ kẹo sau khi mình để được nãy giờ 15-20 phút rồi, là mình gờ lên thấy nó còn ấm ấm này cả nhà ha, ấm ấm này đó. Đây giờ mình sẽ ginh nó ra ha. Cắt thành từng miếng. Khi mà nó còn mềm như thế nào thì nó dễ cắt, chứ một hồi nó cứng thì khó cắt hết cả nhà. Mình trắng cái đường nó như vậy hả? Rồi sau đó cái mình sẽ cắt trở lại nữa.
Đây mà ha. Mình cắt thành cục vuông vuông đi. Thành cục vuông vuông. Béo. Ăn chung với mè. Với đậu phộng. Với cái hộp đen đen này nữa, nó béo cả nhà. Sau khi kẹo mình cắt ra nè, bây giờ mình để đây cho nó nguội, thiệt nguội thì mình mới tách ra từng miếng nha cả nhà. Giờ nó còn mềm cho nên là mình chưa có tách ra. Đó, mình quay cận cảnh lại cho cả nhà coi cái kẹo này ha. Nó có dừa, có đen đen, rồi mè, rồi đậu phộng ha, nhìn rất là ngon. Đây cả nhà ơi, kẹo nó nguội nha cả nhà. Đây, bây giờ là nó nguội nhiều rồi nè. Giờ mình sẽ lấy ra cho cả nhà coi nha. Đó. Đây. Khi mà nó nguội rồi á, rất là dễ lấy. Tại vì hồi nãy mình cắt sẵn đó cả nhà. Đó, cho nên là khi mà nó nguội rồi nè, cả nhà thấy không? Cầm lên là nó gãy lên thôi. Đây. Tại vì mình đã chấn sẵn cái đường của nó rồi. Đó, nó rất là dễ lấy lên nha. Cả nhà nhìn thấy không? Rất là nhiều hột này ha. Rồi cả nhà ơi, kẹo, thành phẩm kẹo của mình xong rồi nha. Đây, mình cho cả nhà coi ha. Đó. Mình mới vừa gỡ ra xong luôn đó, từng miếng đó. Cả nhà nhìn nè. Rất là nhiều hạt ha. Nhiều lắm. Nhiều vậy ăn mới đã đó. Đây. Và không có ngọt nhiều nha cả nhà. Đó, với cái khẩu vị này là mình rất là ưng ý cái khẩu vị này. Đó, cho nên là Tết này là có thèo lèo rồi đó, không cần phải đi mua nữa rồi. Cả nhà ai có thích thì vào bếp cùng làm với mình nha. Mình sẽ ghi cái phần công thức của mình hôm nay cho các bạn nào muốn xem. Mình xin chia sẻ với các bạn cách làm của nhà mình nha. Nếu mà các bạn thấy thích thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình ra clip tiếp theo nữa nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã xem clip của nhà mình nha. Xin bye bye, xin chào. Để con bye bye ông bà cô chú thì sao? Tại con muốn làm video khác nha cả nhà. Làm video khác nha cả nhà. Bye bye. Nào bye bye mi gió, mi gió. Bye bye đàng hoàng, mi gió. Ui, mi gió. Giỏi, giỏi. Bye. Đây cả nhà ơi, mình mới vừa quấn kẹo xong nha cả nhà. Đó, mình gói lại từng miếng như vậy nè. Mình phim lại, lấy cái phim đồ ăn á, mình đọc mình phim lại từng miếng ha, để dễ ăn. Rồi mình giữ được lâu nữa. Rồi bây giờ mình có hộp thì mình cứ bỏ vô hộp để dành ăn thôi. Đó. Rồi mình xin kết thúc clip nha. Cảm ơn các bạn đã xem. Bye bye, xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại nha. Hẹn gặp lại clip sau. Cảm ơn.